Phúc luôn xin chào mọi người nha. Hôm nay Phúc luôn về cái cây lam này, được cái cây lam Siwa này. Lam này VIP luôn. Chưa xài. Rồi xem qua nhé. Đây là cả lam và xích luôn nha mọi người. Tổng chiều dài của nó là 50 ha. Mà cắt của nó thì chắc còn được 45 á. Cũng dài lắm. Đây. Đấy. Đây là xích ha. Xích này là chưa xài. Xích này chân này là chân 325 nha. Chân 325. Còn cây lam này thì không còn gì để bàn. Lam này thì nó có tản nhiệt nè. Đầu đây là đầu tản nhiệt nha. Cây lam này là rất là bền nha mọi người, cực kỳ bền luôn. Lâm nhông ha. Lam này lâm nhông. Rồi siêu bền đó. Đó, lam đẹp lắm. Thẳng băng nha. Rồi, duy nhất đúng một bộ một. Bộ này 750 nha cả nhà. Bộ lam cả xích là 750 ha. À, tiền ship là chắc cỡ chừng 20.000 nữa. Thì chỉ có đúng một bộ một thôi. Thì cả nhà xem thì ưng ý thì liên hệ vào số điện thoại 0344 1770 để đặt hàng nha. Đúng một bộ thôi nha, không còn bộ thứ hai. Bộ này hầu như là mới khoảng 98%. Siwa xài cho ốc chân ốc thì 6 ly thôi ha. 6 ly bạn nhỏ. Rồi, quá VIP. Em đây em bán mà em nhìn được một con kiền nữa mà. Rồi, một bộ xài như vậy cũng khó lắm nhé. Đấy, bộ này rất đẹp, đặc biệt hàng này hàng bãi của Nhật. Đúng một bộ một. Rồi,